Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh youtube chính thức của báo điện tử VTC News. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây cho biết quân đội Nga tiếp tục gây áp lực ở khu vực Pokrovsk thuộc vùng Donetsk. Ông nhận định rằng Nga có thể đang cố gắng lặp lại chiến thuật trong trận chiến giành quyền kiểm soát thành phố Bakhmut hồi tháng 5 năm ngoái. Ông Zelensky đồng thời cảnh báo quân đội Nga có thể chịu tới 60.000 thương vong nếu cố gắng tiến vào thành trì chiến lược Pokrovsk. Ông nói, Nga không rút quân khỏi Pokrovsk vì họ có thể hứng đòn phản công khi quay trở lại. Giống như ở Bakhmut, họ sẽ mất 50.000 đến 60.000 binh lính ở đó và bạn sẽ sớm thấy điều này. Nhà lãnh đạo Ukraine lưu ý rằng sau khi cuộc tấn công ở khu vực Kursk bắt đầu, tốc độ tiến công của quân đội Nga gần Pokrovsk đã chậm lại. Trong khi đó, Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Shishky lưu ý rằng một trong những mục tiêu của chiến dịch Kursk là chuyển hướng lực lượng Nga khỏi khu vực các thành trì Pokrovsk và Kurakhov. Ông Shishky nói chiến dịch Kursk đã chuyển hướng một số lượng lớn lực lượng của Nga khỏi nhiều mặt trận. Hiện tại, chúng tôi có thể xác nhận rằng khoảng 30.000 binh lính đã được tái triển khai về hướng Kursk và con số này đang tăng lên. Ngược lại, ở hướng Pokrovsk, họ vẫn gia tăng nỗ lực của mình. Sau khi chiến dịch ở Kharkov không đạt được kết quả như mong đợi, Nga đã chuyển hướng tiến công sang Pokrovsk. Suốt nhiều tuần qua, thành phố này luôn là một trong những mặt trận nóng nhất hiện tại ở chiến trường Ukraine. Pokrovsk, hay còn gọi là Krasnoyarsk, là trung tâm hậu cần quan trọng và một trong những thành trì chính của Ukraine tại tỉnh Donetsk. Nếu kiểm soát được Pokrovsk, Nga sẽ làm suy yếu tuyến phòng thủ và năng lực tiếp tế của Ukraine tại Donetsk, giúp họ tiến gần hơn mục tiêu là kiểm soát toàn bộ tỉnh. Nếu Nga tiếp tục chiếm được Pokrovsk, đây sẽ là khu vực có dân số lớn nhất nằm dưới tay Moscow kể từ tháng 5 năm ngoái bên cạnh Bakhmut. Hiện hơn 50.000 thường dân vẫn còn ở lại Pokrovsk sau khi khoảng 30.000 người sơ tán khỏi khu vực này. Theo cây viết Tom Watling của tờ The Independent, việc mất Pokrovsk có thể khiến quân đội Ukraine dễ tổn thương hơn trên chiến trường. Thành phố Pokrovsk đóng vai trò là một trung tâm hậu cần cho quân đội Ukraine nằm ở ngã ba của hai con đường chính chạy xuyên qua khu vực. Việc chiếm được thành phố này được coi là chìa khóa mở đường cho Nga thực sự danh quyền kiểm soát các vùng Donetsk và Lugansk ở miền đông Ukraine, được gọi là Donbass. Truyền <laughs> thông Ukraine mới đây cho biết các lực lượng quân đội nước này đã phá hủy cầu phao thứ tư của Nga bắc qua sông Seim ở tỉnh Kursk, Radio Liberty chia sẻ các bức ảnh vệ tinh cho thấy cầu phao mà lực lượng Nga thiết lập tại sông Seim ở tỉnh Kursk đã bị hư hại một phần. Ấn phẩm này lưu ý đây là cây cầu phao thứ tư được lực lượng Nga thiết lập tại Zvanoe, cách cây cầu bị hư hại do pháo kích 2 km về phía hạ lưu. Trước đó, quân đội Nga đã thiết lập các cầu phao tương tự ở làng Karis giữa làng Zvanoe và Gluskovo. Theo Radio Liberty, cầu phao ở Karis bị ngập một phần và không loại trừ khả năng bị tấn công Ngoài ra, hai cầu phao cũ khác cũng bị Ukraine tấn công. Các chuyên gia quân sự nhận định, bằng cách tấn công các cây cầu bắc qua sông Seim, Ukraine đang cố gắng chia cắt lực lượng Nga khỏi Gluskovo. Cách đây ít hôm, Ukraine cho biết đã sử dụng pháo phản lực HIMARS để phá hủy cầu phao bắc qua sông Seim và thiết bị công binh của Nga ở tỉnh Kursk. Đây là lần đầu tiên Kiev tuyên bố sử dụng vũ khí của phương Tây trong cuộc tấn công vào tỉnh Kursk phía tây nước Nga. Cầu phao này có thể đã được công binh Nga thiết lập từ ngày 14 đến 17 tháng 8 giữa khu định cư Zvanoe và Gluskovo sau khi hai cây cầu bê tông kiên cố bị phá hoại trước đó. Theo các chuyên gia quân sự và nhà phân tích tình báo nguồn mở, việc phá hủy các cây cầu ở Kursk có thể cản trở tuyến hậu cần của Nga, cắt đứt nguồn cung quân sự cho lực lượng Nga đồn trú ở phía nam sông Seim và giúp Ukraine củng cố quyền kiểm soát trong khu vực. Chia sẻ trên mạng xã hội X, nhà phân tích rủi ro Alex Kokcharov tại S&P Global Market Intelligence cho hay các cây cầu bị phá hủy sẽ khiến Nga chỉ còn một cầu phao tạm để tiếp tế cho các đơn vị. Ông nói thêm, cây cầu phao này cũng đang nằm trong tầm ngắm của pháo binh Ukraine và điều này sẽ khiến binh sĩ Nga băng qua cầu gặp nguy hiểm. Nhà phân tích độc lập tại Kiev Jimmy Ruston cũng đưa ra nhận định tương tự sau khi cây cầu thứ hai ở Kursk bị tấn công theo ông, việc phá hủy các cây cầu sẽ làm phức tạp nghiêm trọng hoạt động hậu cần của Nga và cô lập các lực lượng Nga ở phía bên kia sông. Ông John Hardy, phó giám đốc chương trình Nga tại Quỹ Bảo vệ Dân chủ cho rằng Ukraine đang phá hủy các cây cầu để mở rộng khu vực kiểm soát ở Kursk, tăng cường phòng thủ và sử dụng sông Seim làm rào cản phòng thủ tự nhiên. Ba Lan, một trong những đồng minh thân thiết nhất của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga thừa nhận – đã viện trợ cho Kiev tất cả những vũ khí họ có thể gửi đi. Mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Vladislav Kosiniak Kamis bình luận Tôi hiểu rằng Ukraine cần nhiều vũ khí, nhưng đối tác tại Ukraine cũng cần hiểu Ba Lan phải duy trì năng lực phòng thủ. Chỉ đến khi tiếp nhận tiêm kích thế hệ mới, chúng tôi mới có thể thải loại tiêm kích cũ như MiG-29 vốn còn trong biên chế và đang bảo vệ không phận quốc gia. Ông lưu ý rằng Ba Lan thời gian qua đã ghi nhận thêm nhiều hoạt động thách thức từ Nga trong và gần không phận Ba Lan, trong đó có nghi vấn máy bay không người lái UAV Nga xâm nhập không phận vào trên đường tập kích Ukraina. Với tình trạng hiện nay, giới lãnh đạo Ba Lan muốn ưu tiên bảo vệ biên giới. Theo bộ trưởng Kosiniak Kamisz, Ba Lan có thể đưa ra quyết định viện trợ thêm tiêm kích cho Ukraina một khi Mỹ bắt đầu bàn giao các tiêm kích F-35A mà Ba Lan đã đặt mua từ năm 2020. Gần đây nhất, tuyên bố trên đài phát thanh Ba Lan, ông Kosiniak Kamisz cho biết, chương trình vũ khí quốc gia bao gồm nhiều nội dung trong đó có việc mua đạn dược từ nước ngoài. Được biết, kể từ khi nga bắt đầu hoạt động quân sự ở ukraine, vaxxava đã cung cấp cho ukraine hơn 1.000 thiết bị quân sự khác nhau gồm xe tăng, máy bay phản lực, xe bọc thép chở quân và lựu pháo. Tổng số tiền viện trợ cho ukraine lên tới gần 100 tỷ zloty, tương đương gần 25,9 tỷ đô la mỹ, bao gồm 12 tỷ zloty, gần 3,1 tỷ đô la chi cho vũ khí. Vào tháng 7, thủ tướng ba lan tusk cho biết nước này có thể cân nhắc chuyển giao thêm máy bay chiến đấu thời Liên Xô cho Ukraine nếu họ có thể tìm được máy bay thay thế. Trước đó, ông Zelensky đã kêu gọi Ba Lan đồng ý cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu do Liên Xô sản xuất. Sau cuộc không kích quy mô lớn của Nga vào Kiev và nhiều khu vực của Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một lần nữa đã đề nghị các nước phương Tây dỡ bỏ mọi hạn chế trong việc sử dụng vũ khí được cung cấp để tấn công Nga, nhưng không được chấp thuận. Bởi những hạn chế này giúp Mỹ và các đồng minh tránh liên quan trực tiếp đến cuộc xung đột Nga-Ukraine, dù họ đã gửi cho Kiev số vũ khí, đạn dược, thiết bị và tiền mặt trị giá hàng tỷ đô la Mỹ. Theo Thiếu tướng Patrick Ryder, phát ngôn viên Lầu Năm Góc, chính sách của chúng tôi không thay đổi, nhấn mạnh rằng Ukraine được phép sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để phòng thủ trước các cuộc tấn công xuyên biên giới, nhưng không được phép tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Trước đó, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cũng cho biết không có sự thay đổi nào liên quan tới các hạn chế mà Mỹ đặt ra đối với Ukraine khi sử dụng vũ khí nước này cung cấp. Các hạn chế này như một lời tuyên bố rằng Mỹ và các đồng minh không trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột dù đã gửi cho Kiev hàng tỷ đô la Mỹ vũ khí, đạn dược, thiết bị và tiền mặt. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó cho rằng những hạn chế như vậy làm cản trở quân đội của ông trong việc chống lại hoạt động của Nga ở phía Bắc Kharkov vào tháng 5 đồng thời yêu cầu chúng phải được dỡ bỏ hoàn toàn. Washington phản ứng bằng cách cho phép phản pháo chống lại lực lượng Nga qua biên giới. Mỹ cũng nới lỏng chính sách so với các hạn chế ban đầu khi cho phép Kiev tấn công lãnh thổ Nga mà Ukraine tuyên bố là của họ. Từ Crimea đến Zaporizhia, Kherson, các nước Cộng hòa Nhân dân, Donetsk và Lugansk tự xưng. Tránh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andriy Yermak và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov dự kiến sẽ đến Washington vào cuối tuần này để trình bày danh sách các mục tiêu mà Kiev muốn tấn công Đại diện đặc biệt của Bắc Kinh về các vấn đề Á-Âu Lý Huy cho biết Trung Quốc, Brazil, Nam Phi và Indonesia lo ngại phương Tây sẽ tiếp tục nới lỏng các điều kiện sử dụng vũ khí được cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga Chính phủ Mỹ hiện đã vạch ra danh giới cho các cuộc tấn công sâu vào Nga sau khi một trong những tên lửa Atacms được trang bị đầu đạn chùm tấn công một bãi biển Crimea vào đầu tháng 6 Moscow đổ lỗi cho Washington về vụ tấn công và cho rằng Nga có thể trang bị vũ khí cho các quốc gia và thực thể không thân thiện với Mỹ để đáp trả. Theo Politico, giới chức Ukraine chuẩn bị gửi cho các quan chức an ninh cấp cao của Mỹ danh sách các mục tiêu ở Nga mà quân đội của Kiev có thể tấn công nếu Washington dỡ bỏ các hạn chế đối với vũ khí do Mỹ cung cấp. Ukraine đang sử dụng danh sách này như một nỗ lực cuối cùng để thuyết phục Washington dỡ bỏ các hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp bên trong lãnh thổ Nga. Mặc dù trước đây Ukraine đã từng cung cấp cho Mỹ một số mục tiêu tiềm năng ở Nga, nhưng danh sách mới được cho là đã điều chỉnh và bổ sung nhiều mục tiêu hơn. Nguồn tin tiết lộ, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov và ông Andriy Yermak cố vấn cấp cao của Tổng thống Volodymyr Zelensky sẽ có mặt tại Washington trong tuần này và có kế hoạch trình danh sách này lên chính quyền Mỹ. Trong nhiều tháng qua, Mỹ cho biết việc dỡ bỏ các hạn chế sẽ không làm thay đổi cục diện chiến trường vì Nga đã di chuyển các mục tiêu quan trọng cách xa biên giới và nằm ngoài tâm bắn. Ngoài ra, Washington cũng cho rằng Ukraine không có đủ tên lửa atak để tấn công các mục tiêu có giá trị cao bên trong lãnh thổ Nga. Kiev đã sử dụng nhiều tên lửa Atak trong các cuộc tấn công vào Crimea và đã đạt được những kết quả nhất định. Trong khi đó, Mỹ chỉ có số lượng hạn chế tên lửa Atak trong kho dự trữ mà họ có thể để gửi đến Ukraine. Các quan chức và nhà lập pháp Ukraine nhấn mạnh việc dỡ bỏ mọi hạn chế là rất cần thiết trong cuộc xung đột chống lại Nga, tuyên bố rằng điều này sẽ mang lại cho quân đội của Kiev nhiều quyền tự quyết hơn để đưa cuộc xung đột tới lãnh thổ Nga ở bên kia biên giới trong một cuộc họp báo mới đây người phát ngôn của hội đồng an ninh quốc gia john kirby cho biết không có thay đổi nào đối với chính sách của mỹ liên quan đến vũ khí tầm xa ông kirby nói đây không phải là mong muốn mới của tổng thống zelensky như tôi đã nói rất nhiều lần chúng tôi sẽ tiếp tục các cuộc trò chuyện với các đối tác ukraine nhưng chúng tôi sẽ giữ bí mật theo một số nhà lập pháp và quan chức ukraine đã có những dấu hiệu cho thấy một số quan chức chính quyền ông Biden đang cân nhắc dỡ bỏ các hạn chế trong thời gian tới. Một nghị sĩ đảng Dân Chủ cho biết chính quyền đang xem xét yêu cầu của Kiev. Trong khi đó, Nhà Trắng chưa cho biết họ có đang cân nhắc thay đổi chính sách hay không. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết, kế hoạch quân sự của Nga tại Ukraine đã đảo ngược nhận thức về chiến thuật chiến đấu và thay đổi toàn bộ khoa học quân sự. Theo hãng thông tấn TASS, ông Medvedev, người cũng là chủ tịch Đảng nước Nga thống nhất, đã đưa ra tuyên bố trên tại cuộc họp với những người tham gia kế hoạch quân sự, những người đang tranh cử với tư cách là ứng cử viên của đảng trong nhiều cuộc bầu cử khác nhau. Ông Medvedev cho hay, khi kế hoạch quân sự nổ ra, chúng tôi có một ý tưởng rất khác về chiến thuật quân sự so với hiện nay. Cuộc xung đột đã làm đảo lộn mọi thứ. Các loại vũ khí mới, cách chiến đấu mới đã xuất hiện. Và dĩ nhiên, điều đó đã thay đổi toàn bộ khoa học và hành động quân sự. Nga đã triển khai kế hoạch quân sự tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Các cuộc giao tranh giữa hai bên vẫn kéo dài từ đó đến nay mà chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Đầu tháng này, Ukraine tiến hành đột kích bất ngờ vào tỉnh biên giới Kursk của Nga, cuộc đột kích lớn nhất kể từ khi xung đột giữa hai nước nổ ra. Nga đã ban bố tình trạng khẩn cấp liên bang trong khu vực và cảnh báo tên lửa đã được phát đi nhiều lần. Người dân ở các khu vực biên giới đã được sơ tán đến nơi an toàn. Theo Bộ Tình trạng Khẩn cấp 197 cơ sở lưu trú tạm thời đang hoạt động ở 28 khu vực, với sức chứa trên 11.500 người, trong đó có 3.500 trẻ em. Sau 3 tuần mở chiến dịch tại Kursk, Kiev tuyên bố đã tiến sâu hàng chục km vào đất Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố chiến dịch tại Kursk đã giúp ngăn chặn việc Nga kiểm soát thủ phủ Sumy và tỉnh cùng tên của Ukraine. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết ông không thể tiết lộ toàn bộ mục tiêu và kết quả của chiến dịch này nhưng một trong số đó là bổ sung số tù binh Nga để có thể trao đổi binh sĩ Ukraine với Moscow. Ông Zelensky cho hay, tôi hy vọng rằng tất cả các mục tiêu tại Kursk sẽ đạt được. Mục tiêu của chúng tôi còn để cho Tổng thống Nga Vladimir Putin thấy việc kiểm soát lãnh thổ Ukraine hay bảo vệ người dân Nga quý giá hơn. Hồi tháng 6, đại sứ Nga tại Anh Andrei Kalin cho biết lực lượng vũ trang Ukraine đã không đạt được mục tiêu mà họ đặt ra khi tấn công khu vực Kursk. Nhà ngoại giao này nói, không có mục tiêu nào trong số này đạt được, họ không tiến xa hơn. Đề cập đến việc giành quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Kursk và một khu đất rộng lớn ở phía tây Ukraine. Theo ông Kelin, Ukraine không thể làm chậm bước tiến của lực lượng Nga ở Donbass. Họ đang mất và đốt cháy lực lượng dự bị tốt nhất của mình. Ông cũng cảnh báo Moscow sẽ gây sức ép với lực lượng Ukraine và họ sẽ phải rút lui. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố hoạt động tấn công xuyên biên giới vào khu vực Kursk của Nga là giai đoạn đầu tiên trong kế hoạch chấm dứt xung đột với Moscow của nước này. Theo đài truyền hình CNN, trong một cuộc họp báo tại thủ đô Kiev ngày 27 tháng 8, Tổng thống Ukraine Zelensky tiết lộ ông đang có kế hoạch hướng tới việc chấm dứt xung đột với Nga và dự kiến chia sẻ kế hoạch này cho người đồng cấp Mỹ Joe Biden khi tới dự kỳ họp thứ 79 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong tháng 9 tới. Ông Zelensky nói thêm, kế hoạch có thành công hay không phụ thuộc nhiều vào Mỹ. Tổng thống Zelensky phát biểu: "Thành công của kế hoạch này sẽ phụ thuộc vào ngày ấy, liệu rằng Mỹ có đưa cho chúng tôi những gì chúng tôi đề xuất trong kế hoạch, liệu rằng chúng tôi có được tự do sử dụng những gì có trong kế hoạch hay không." Nhà lãnh đạo cho hay, ông sẽ trình bày kế hoạch cho cả Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, hai ứng cử viên tranh cử tổng thống trong cuộc đua vào Nhà Trắng vào tháng 11 tới. Ông Zelensky nhấn mạnh: "Chúng tôi không biết ai sẽ là tổng thống Mỹ, nhưng chúng tôi muốn triển khai kế hoạch này" Mặc dù không nêu rõ chi tiết kế hoạch đang ấp ủ, Tổng thống Zelensky vẫn cho biết kế hoạch bao gồm 4 giai đoạn, bắt đầu từ chiến dịch tấn công xuyên biên giới vào Kursk và giai đoạn này đã hoàn thành. Ông Zelensky nêu rõ, giai đoạn thứ hai mà Ukraine nhắm tới là vị trí chiến lược của Ukraine trong cơ sở hạ tầng an ninh thế giới. Giai đoạn thứ ba là có biện pháp mạnh mẽ buộc Nga phải chấm dứt xung đột theo đường lối ngoại giao. Và giai đoạn thứ tư là khôi phục kinh tế. Nghe qua thì có vẻ tham vọng, nhưng đây là kế hoạch cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi. Tuy nhiên, khi được hỏi chi tiết về kế hoạch, nhà lãnh đạo Ukraine từ chối cung cấp thông tin thêm. Đầu tháng 8, Ukraine đã tiến hành một hoạt động tấn công xuyên biên giới quy mô lớn vào khu vực Kursk của Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, cuộc tấn công đã bị chặn đứng, mặc dù quân đội Kiev vẫn chiếm giữ một phần lãnh thổ trong khu vực và phải chịu thương vong nặng nề trong suốt cuộc giao tranh. Hoạt động của Ukraine tại Kursk cũng đặt ra câu hỏi về cách thức chấm dứt các cuộc xung đột khi Nga tiếp tục tiến vào miền đông Ukraine và đang tiến gần đến thành phố Pokrovsk ở vùng Donetsk khiến hàng chục nghìn dân thường phải sơ tán. Trước đó, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Shitsky nói rằng một trong những mục tiêu của cuộc tấn công Kursk là chuyển hướng lực lượng Nga khỏi các thành phố khác của Ukraine, chủ yếu là Pokrovsk và Kurakhove. Khi cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn trên nhiều mặt trận, Nga đã phát động cuộc tấn công trên không lớn nhất từ trước đến nay vào Ukraine, tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng trên khắp cả nước và gây ra mất điện trên diện rộng. Từ đầu năm, Moscow bắt đầu tấn công các nhà máy điện của Ukraine với mục đích đáp trả các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Kiev nhằm vào các nhà máy lọc dầu và kho chứa dầu của Nga. Mục tiêu được nêu ra là làm tê liệt sản xuất vũ khí của Ukraine và khả năng triển khai quân mới trên tiền tuyến. Việc giam giữ Pavel Durov, nhà sáng lập ứng dụng nhắn tin Telegram tại Paris, Pháp đã đặt ra nhiều câu hỏi về tương lai của một nền tảng đã định hình quan niệm công chúng về cuộc xung đột của Nga tại Ukraine. Kế hoạch quân sự của Nga vào năm 2022 đã biến Telegram từ một công cụ liên lạc nhỏ lẻ dành cho giới trí thức Nga trở thành một hiện tượng toàn cầu. Ứng dụng này đã cho phép hàng triệu người theo dõi các diễn biến trên chiến trường gần như theo thời gian thực, biến các binh sĩ trở thành những người tường thuật về cuộc xung đột đang diễn ra xung quanh họ và trao cho cả những người ở hai phía đối lập một nền tảng để thu hút người theo dõi thông tin về cuộc xung đột. Telegram được ông Durov và anh trai thành lập vào năm 2013. Theo các công tố viên Pháp, ông Durov một công dân Pháp gốc Nga, bị bắt giữ liên quan đến một cuộc điều tra mở ra vào tháng trước về các hoạt động tội phạm trên ứng dụng và do ông thiếu hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật. Theo trung tâm Levada, một tổ chức thăm dò độc lập của Nga, ngày nay cứ hai người Nga thì có một người sử dụng Telegram hoặc để thu thập thông tin hoặc để liên lạc với người khác, tăng lên từ khoảng 38% so với thời gian đầu diễn ra kế hoạch quân sự của Nga. Nhiều người Nga đã chuyển sang sử dụng ứng dụng nhắn tin này để lấy tin tức về cuộc xung đột. Những người khác bị Telegram thu hút nhờ ứng dụng này có mã hóa mạnh mẽ và cài đặt bảo mật đã khiến nó trở thành một phương tiện hấp dẫn để lan truyền thông tin nhạy cảm. Số người sử dụng nhiều và có tính bảo mật cao nên Telegram trở thành công cụ liên lạc yêu thích ở Nga, cho cả những người ủng hộ và những người phản đối kế hoạch quân sự của Nga. Các nhà báo độc lập lưu vong đã sử dụng ứng dụng này để tiếp tục đưa tin về xung đột ở Ukraine và cung cấp thông tin cho người Nga các nhà nghiên cứu quân sự và các nhà phân tích dữ liệu vệ tinh vốn ít người biết đến này đã thu hút hàng triệu người theo dõi trên Telegram sau sự kiện ở Ukraine trở thành những người phân tích quan trọng về diễn biến giao tranh. Các tình nguyện viên đã sử dụng ứng dụng này để gây quỹ cho quân đội và giúp sơ tán dân thường bị kẹt. Tại Ukraine, Telegram cũng trở thành một nguồn thông tin nổi bật. Nhiều người ở nước này tìm đến Telegram để nhận cảnh báo không kích vì còn nhanh hơn so với ứng dụng chính thức của chính phủ. Nhưng có lẽ đáng chú ý nhất, các binh sĩ tiền tuyến đã chuyển sang Telegram để ghi lại cuộc sống của họ, thay đổi bản chất của việc truyền tải thông tin trong thời chiến. Do không bị cấm nội dung bạo lực, nên Telegram đã trở thành cổng thông tin đăng một số video chiến đấu, tiết lộ thực tế của một cuộc xung đột trong thế kỷ 21, nơi mà thiết bị bay không người lái và camera gắn trên người đã tạo ra một lượng lớn chưa từng có các đoạn video theo thời gian thực. Các binh sĩ Nga cũng thường xuyên sử dụng Telegram để chuyển thông tin quân sự cho nhau cho thấy xung đột diễn ra trên cả mặt trận quân sự và công nghệ thương mại như thiết bị bay không người lái và bộ định tuyến Starlink. Vụ ông Durov bị giam giữ đang đe dọa vị thế của Telegram là phương tiện chính để ghi lại cuộc xung đột ở Ukraine. Một số nhà phân tích cho rằng việc ông Durov bị giam giữ có thể làm phức tạp về gây quỹ của công ty, tạo nghi ngờ về khả năng tài chính trong tương lai của nền tảng này. Những người khác đã bày tỏ lo ngại về thời gian tồn tại của các biện pháp bảo mật trên Telegram sau khi truyền thông Pháp đưa tin rằng các cơ quan thực thi pháp luật của nước này đang tìm cách truy cập vào cơ sở dữ liệu các cuộc trò chuyện riêng tư trên Telegram. Thưa quý vị, chuyển sang những vấn đề nóng đang diễn ra liên quan đến xung đột Israel Hamas, chúng tôi xin gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất tiếp theo sau đây. Theo tờ Wall Street Journal, trong thời gian gần đây, mối quan hệ giữa Nga và Iran ngày càng gắn bó, chủ yếu do sự đối địch chung với Mỹ. Tuy nhiên, những xung đột đang diễn ra ở Trung Đông và cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đang tạo ra những thách thức mới, đẩy quan hệ giữa hai quốc gia này vào tình trạng căng thẳng chưa từng có. Iran đang phải đối mặt với những thách thức của riêng mình. Sự gia tăng căng thẳng trong các cuộc xung đột ở Trung Đông và các xung đột gần biên giới Nga đang đặt Tehran vào thế khó khăn. Iran đang cân nhắc một cuộc tấn công mạnh mẽ nhằm vào Israel sau vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh ở Tehran, trong khi Nga phải đối mặt với cuộc tấn công của Ukraine vào khu vực Kursk. Cụ thể, Iran đã tuyên bố rằng họ sẽ thực hiện một cuộc trả đũa nhằm vào Israel. Điều này có thể dẫn đến một cuộc xung đột toàn diện. Trong khi đó, Nga đang đối phó với cuộc tấn công xuyên biên giới của Ukraine và sự phá hủy hệ thống phòng không của mình từ Kiev. Các vấn đề này có nghĩa là mỗi quốc gia đều có ít năng lực dự phòng để cung cấp vũ khí mà quốc gia kia cần nhất, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Trước bối cảnh đó, Iran được cho là đã từ chối đề nghị của Nga về việc cung cấp tên lửa đạn đạo mặc dù nước này sở hữu hàng nghìn tên lửa. Một quan chức phương Tây đã mô tả việc cung cấp tên lửa cho Nga là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc xung đột ở Ukraine. Giảng viên về Iran tại Đại học Richmond ở Israel nói, lần đầu tiên trong lịch sử, Nga thực sự cần ở Iran về một thứ quan trọng, đó là vũ khí. Nga đã bắn hàng nghìn tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình vào Ukraine, làm cạn kiệt nguồn dự trữ của nước này. Tuần này, Bộ Ngoại giao Mỹ đã cảnh báo Iran về phản ứng nhanh chóng và cứng rắn từ Washington và các đồng minh nếu tên lửa Iran được cung cấp cho Nga. Các nước phương Tây cũng lo ngại về sự thay đổi tiềm tàng trong việc chia sẻ công nghệ vũ khí hạt nhân của Nga. Khi nói đến vũ khí thông thường, điểm yếu nhất của Iran là hệ thống phòng không thô sơ và máy bay chiến đấu lỗi thời, những lĩnh vực mà Nga đã cam kết sẽ giúp đỡ từ lâu. Tuy nhiên, việc bán máy bay chiến đấu đa năng Su-35 được công bố nhiều năm trước vẫn chưa hoàn tất. Iran đã nhận được hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 từ Nga vào năm 2016, gần một thập kỷ sau khi lần đầu tiên đồng ý với thỏa thuận mà Moscow đã hủy bỏ tại một thời điểm. Tuy nhiên, hệ thống S-300 dường như không hiệu quả trước một cuộc tấn công chính xác của Israel vào tháng 4 vừa qua. Các cuộc tiếp xúc về việc vận chuyển hệ thống phòng không S-400 mạnh mẽ hơn tới Iran cho đến nay vẫn chưa đạt được thỏa thuận nào được biết đến. Những hạn chế này chỉ ra vấn đề cơ bản của quan hệ đối tác Nga-Iran trong khi Iran có Israel là đối thủ hàng đầu, Nga vẫn duy trì quan hệ đầy đủ với nước này, bao gồm cả việc miễn thị thực cho công dân của nhau và các chuyến bay thẳng hàng ngày vẫn tiếp tục, ngay cả khi các hãng hàng không từ Mỹ ngừng liên kết với Tel Aviv. Nga cũng đang củng cố quan hệ với các đối thủ Ả Rập của Iran là Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Tuy nhiên, bà Hannah Nutt, giám đốc khu vực Âu Á tại Trung tâm Nghiên cứu Không phổ biến vũ khí hạt nhân James Martin ở Monterey, California cho biết Bản chất của cuộc đối đầu giữa Nga và Iran với Mỹ và phương Tây đã khiến hai nước xích lại gần nhau hơn, bất chấp những vấn đề như đã đề cập ở trên. Theo bình luận của tờ Jerusalem Post của Israel, Iran, dưới sự lãnh đạo của Bộ trưởng Ngoại giao mới Abbas Arachi, đang thực hiện một cuộc tấn công ngoại giao mạnh mẽ nhằm củng cố vị thế của mình trong khu vực. Cuộc tấn công này diễn ra ngay cả khi Iran tiếp tục cảnh báo Israel về một cuộc tấn công trả đũa quân sự điều này cho thấy chiến lược của tehran không chỉ giới hạn ở việc sử dụng sức mạnh quân sự mà còn mở rộng ra nhiều mặt trận khác bao gồm cả ngoại giao ngay sau khi nhậm chức ngoại trưởng arachi đã tổ chức hàng loạt các cuộc họp quan trọng với các đối tác khu vực nhằm tăng cường sự hiện diện của iran trong các cuộc đối thoại chiến lược ở trung đông dù mới nhậm chức ông đã nhanh chóng thể hiện kinh nghiệm của mình trong vai trò mới này một trong những cuộc họp đáng chú ý đầu tiên là với ngoại trưởng coes Abdullah al -Jahia. Theo truyền thông nhà nước Iran, hai bên đã thảo luận về việc phát triển và mở rộng quan hệ song phương với sự nhấn mạnh vào tầm quan trọng của đối thoại chính trị liên tục giữa hai nước. Những nỗ lực này của Ngoại trưởng Arachi cho thấy một chiến lược rõ ràng của Iran nhằm củng cố các liên minh chiến lược trong khu vực. Ngoài các cuộc họp với Coes và Oman, Iran còn nỗ lực tăng cường quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ, một quốc gia có ảnh hưởng lớn trong khu vực. Tuần này, Đại sứ Iran tại Thổ Nhĩ Kỳ Mohammad Hassan Habibzadeh đã gặp Phó tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Sefdead Jinmas. Mối quan hệ nồng ấm giữa Iran và Thổ Nhĩ Kỳ là một phần quan trọng trong chiến lược của Tehran khi cả hai nước đều có mối quan hệ gần gũi với Nga. Không chỉ dừng lại ở đó, Iran còn tích cực tăng cường quan hệ với các quốc gia khác trong khu vực, bao gồm cả Qatar và Iraq. Cuộc họp giữa tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Anthony tại Tehran là minh chứng rõ ràng cho điều này. Qatar, một đối tác quan trọng của Iran, đã tham gia vào các cuộc thảo luận song phương và khu vực với Iran, trong đó một lần nữa Israel là đối tượng chỉ trích chính. Một điểm đáng chú ý khác trong chiến lược của Iran là việc tiếp cận Ai Cập, quốc gia có vị trí chiến lược quan trọng trong khu vực. Mục tiêu của Iran không chỉ là tăng cường quan hệ song phương mà còn là tạo ra một vòng lửa xung quanh Israel chiến lược này bao gồm việc cô lập israel về mặt ngoại giao trong khi sử dụng các lực lượng dân quân thân tehran để tiến hành các cuộc tấn công quân sự gián tiếp tờ jerusalem post cho rằng cuộc tấn công ngoại giao của iran không chỉ là những cuộc họp ngoại giao thông thường mà là một phần của một chương trình nghị sự rộng lớn hơn trong đó iran nỗ lực định hình lại cán cân quyền lực trong khu vực thông qua các mối quan hệ đối tác chiến lược tehran đang tìm cách cô lập israel và củng cố vị thế của mình như một lực lượng quyền lực hàng đầu trong khu vực ngoại trưởng arachi với kinh nghiệm và khả năng đàm phán của mình đang đóng một vai trò quan trọng trong việc thực hiện chiến lược này mỗi cuộc gặp gỡ mỗi cuộc thảo luận đều được tính toán kỹ lưỡng để tạo ra lợi thế chiến lược cho iran cuộc tấn công ngoại giao này không chỉ là một phản ứng trước các thách thức hiện tại mà còn là một phần của kế hoạch dài hạn nhằm bảo đảm lợi ích quốc gia của iran và tăng cường sự hiện diện của nước này trên trường quốc tế Chuyển sang những vấn đề nóng đang diễn ra trên thế giới, chúng tôi xin được tiếp tục gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất sau đây. Thẩm phán Timothy Kelly của tòa án quận Columbia, thủ đô Washington, đã tuyên án phạt tù cùng khoản phạt 2.000 đô la Mỹ đối với Michael Sparks, đối tượng đầu tiên xông vào đồi Capitol trong vụ bạo loạn hồi tháng 1 năm 2021. Tháng 3 vừa qua, Sparks đã bị kết tội gây rối trật tự công cộng có hành vi gây rối, phá hoại. Tại phiên tòa, các công tố viên cho biết Sparks là đối tượng bạo loạn đầu tiên xông vào tòa nhà Quốc hội Mỹ và đã góp phần gây ra vụ hỏa hoạn ngày hôm đó. Cụ thể, Sparks đã nhảy qua một cửa sổ bị vỡ, bất chấp cảnh báo của những đối tượng bạo loạn phía sau cũng như việc cảnh sát của đội Capitol xịt hơi cay. Các công tố viên đã yêu cầu mức án 57 tháng tù giam đối với Sparks, trong khi các luật sư bào chữa đề nghị đối tượng được quản thúc tại gia trong 12 tháng phát biểu tại phiên tòa, trung sĩ cảnh sát đồi Capitol Victor Nichols cho rằng hành động của Sparks giống như bật đèn xanh cho những người phía sau và tất cả đối tượng bạo loạn đều hành động ngay sau Sparks. Gần 1.500 người đã bị buộc tội vì có vai trò trong vụ bạo loạn tấn công tòa nhà Quốc hội Mỹ. Trước đó, một tòa án đã kết án 20 năm tù giam đối với David Dempsey đến từ Santa Ana, California. Theo các công tố viên, Dempsey là một trong những đối tượng bạo lực nhất. Trong khi đó, Enrique Tarrio, cựu thủ lĩnh của nhóm cực hữu Proud Boys, bị kết tội âm mưu kích động và phải nhận mức án 22 năm tù giam. Vụ tấn công đồi Capitol đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 140 cảnh sát bị thương. Vụ việc xảy ra sau bài phát biểu đầy nhiệt huyết của ông Trump trước những người ủng hộ gần Nhà Trắng. Trong đó, ông lặp lại tuyên bố rằng mình mới là người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020 chỉ còn ít tuần nữa là đến cuộc tranh luận tổng thống theo lịch trình vào ngày mùng 10 tháng 9 giữa phó tổng thống Mỹ Kamala Harris và cựu tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, hai nhóm chiến dịch của họ vẫn chưa thống nhất được về việc liệu micro của các ứng cử viên có bị tắt tiếng khi không đến lượt họ phát biểu hay không. Hồi tháng 6, nhóm chiến dịch của tổng thống Mỹ Joe Biden, khi đó chưa rút khỏi cuộc đua, thỏa thuận với nhóm ông Trump sẽ có hai cuộc tranh luận giữa các ứng viên cuộc do CNN tổ chức vào cuối tháng 6 và cuộc do ABC tổ chức vào ngày mùng 10 tháng 9 được thực hiện với các quy tắc đã thống nhất. Một trong những yêu cầu của nhóm ông Biden mà nhóm ông Trump đã đồng ý là micro sẽ bị tắt tiếng trong suốt cuộc tranh luận, ngoại trừ khi ứng cử viên đến lượt phát biểu. Tuy nhiên, ông Biden không còn tranh cử tổng thống nữa, còn nhóm chiến dịch của bà Harris lại muốn bật micro liên tục trong suốt cuộc tranh luận của ABC, như thường lệ trong các cuộc tranh luận tổng thống. Cố vấn cấp cao về truyền thông của chiến dịch bà Harris, Brian Fallon, nói với tờ Politico rằng Chúng tôi đã nói với ABC và các kênh khác đang tìm cách tổ chức cuộc tranh luận có thể diễn ra rằng chúng tôi tin micro của cả hai ứng cử viên đều phải được bật trong suốt quá trình phát sóng đầy đủ. Một trong những nguồn tin của Politico cho rằng nhóm của Phó Tổng thống Harris có thể khiến ông Trump mất bình tĩnh và nói điều gì đó hứa hình trên micro Họ cho rằng ông Trump có vẻ dễ nổi nóng, ngắt lời người khác và trở nên bối rối. Trong khi đó, nhóm chiến dịch của ông Trump coi tất cả những điều này là trò lừa bịp. Họ muốn cuộc tranh luận tại ABC được điều chỉnh theo các quy tắc của CNN, nghĩa là tắt mic như cũ, như đã thống nhất với nhóm ông Biden, mặc dù nhóm của bà Harris chưa đồng ý với các quy tắc này. Cố vấn cấp cao của ông Trump, Jason Miller, nói với Playbook rằng nếu bà Kamala Harris không đủ thông minh để truyền tải các thông điệp mà những người quản lý chiến dịch muốn bà ấy ghi nhớ thì đó là vấn đề của họ đây có vẻ là mô hình chiến dịch của bà harris họ sẽ không cho phép bà harris trả lời phỏng vấn họ sẽ không cho phép bà ấy tham gia họp báo và bây giờ họ muốn bà ấy chỉ đơn giản là đọc một bản tóm tắt cho cuộc tranh luận tôi đoán là họ đang tìm cách thoát khỏi bất kỳ cuộc tranh luận nào với ông trump sau đó ông trump nói với các phóng viên rằng ông hy vọng cuộc tranh luận sẽ vẫn được thực hiện với các quy tắc như cũ, nhưng điều đó không quan trọng với tôi. Tôi muốn có cuộc tranh luận hơn. Cố vấn Fallon đã đăng bình luận của ông Trump lên mạng xã hội và coi đó là lời đồng ý bật micro mặc dù chiến dịch tranh cử của ông Trump chưa chính thức công bố. Bản thân ông Trump cũng đề xuất thêm các cuộc tranh luận với bà Harris sẽ áp dụng các quy tắc khác với tiêu chuẩn của CNN, bao gồm đề xuất một cuộc tranh luận do Fox News tổ chức vào ngày 4 tháng 9 với toàn bộ khán giả tại đấu trường Cuộc tranh luận của CNN không có người xem trực tiếp. Quan điểm không sử dụng micro trực tiếp cũng trái ngược với yêu cầu chiến dịch tranh cử của ông Trump trong năm 2020 khi họ đối mặt với ông Joe Biden. Đối với khẳng định của cố vấn cấp cao của ông Trump, Jason Miller, rằng bà Harris muốn có cuộc tranh luận ngồi và sử dụng ghi chú, cố vấn Fallon đã phản đối mạnh mẽ. Ông Fallon nói cả ba bên là ông Trump, bà Harris và ABC đều đã đồng ý tranh luận đứng và không có ghi chú, và chúng tôi chưa bao giờ tìm cách khác. Văn phòng của công tố viên đặc biệt Jack Smith thông báo đã nộp lại cho tòa án liên bang ở Washington bản cáo trạng mới đối với ông Donald Trump trong vụ án lật kèo bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 và dẫn đến bạo loạn ở Tòa nhà Quốc hội Mỹ vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Người phát ngôn Bộ Tư pháp DOJ cho biết đại bồi thẩm đoàn ở thủ đô Washington DC đã đưa ra bản cáo trạng mới, truy tố bị cáo Trump đúng những tội hình sự như trong bản cáo trạng ban đầu. Theo phát ngôn viên này, bản cáo trạng mới do đại bồi thẩm đoàn mới mà trước đó chưa nghe bằng chứng trong vụ này đưa ra, cho thấy chính phủ đã cố gắng tôn trọng và thi hành phán quyết cũng như hướng dẫn của tòa án tối cao. Tháng 8 năm 2023, cựu Tổng thống Trump đã phủ nhận cáo trạng của liên bang về âm mưu lật ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2020. Đến tháng 7 vừa qua, tòa án tối cao ra phán quyết rằng ông Trump được hưởng quyền miễn tố cho công vụ mà ông thực hiện khi còn làm tổng thống và trả vụ này cho tòa án cấp dưới để chọn ra cáo trạng nào có thể giữ lại. Bản cáo trạng mới giữ nguyên 4 tội liên bang đối với cựu tổng thống Trump như trong bản cáo trạng ban đầu của ông Smith nhưng được cắt giảm cáo buộc để phù hợp với phán quyết của tòa án tối cao. Ví dụ, trong bản cáo trạng mới, ông Smith bỏ cáo buộc ông Trump tìm cách dùng DOJ để cố gắng lật ngược kết quả bầu cử năm 2020. Phán quyết của tòa án tối cao xác định hành động đó của ông Trump là công vụ. Bản cáo trạng mới dài 36 trang, còn bản cáo trạng ban đầu dài 45 trang. Ông Smith đã công bố bản cáo trạng mới chỉ sau vài ngày sau khi ông đệ đơn lên tòa kháng án Mỹ số 11 yêu cầu hủy phán quyết của tranh án liên bang về việc hủy bỏ vụ án ông Trump sở hữu trái phép tài liệu mật sau khi rời nhiệm sở. Ông Trump đã bày tỏ bức xúc trên mạng xã hội Just Social, cho rằng việc ông Jack Smith nộp cáo trạng mới là hành động xuất phát từ tuyệt vọng và cố hồi sinh cuộc săn phù thủy vốn đã chết. Ông cho rằng cáo trạng mới vẫn không khác gì cáo trạng cũ, có đầy rẫy vấn đề và tòa án cần hủy án ngay lập tức. Phía ông Trump và công tố viên đặc biệt Jack Smith dự kiến trình diện trước tòa trong tuần sau cựu Tổng thống Trump được thẩm phán liên bang Eileen Cannon ở Florida hủy truy tố về cáo buộc giữ trái phép và xử lý sai quy định tài liệu mật sau khi rời Nhà Trắng vào năm 2021. Vụ án cũng do công tố viên đặc biệt Jack Smith phụ trách. Thẩm phán Cannon vào tháng 7 cho rằng ông Smith được bổ nhiệm không đúng luật và không có thẩm quyền đưa ra cáo trạng, do đó hủy án. Ông Smith đang kháng cáo quyết định này. Ông Trump còn đối mặt với hai vụ truy tố, gồm âm mưu thay đổi kết quả bầu cử tổng thống ở bang Georgia năm 2020 và làm giả hồ sơ kinh doanh ở New York để chi tiền ém thông tin bất lợi trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Trong vụ án ở New York, ông Trump đã bị kết tội và đang chờ tuyên án vào tháng 9.